Nghe cô đọc đề bài này. Câu thơ sau có những hình ảnh nào đối lập nhau? Sự đối lập đó gợi cho người đọc cảm nhận được điều gì? Câu thơ: mồ hôi xuống, cây mọc lên, ăn no, đánh thắng, dân yên, nước giàu. Câu thơ của nhà thơ Thanh Tịnh. Như mọi khi, chúng mình sẽ bắt đầu tìm hiểu bằng cái cảm nhận đầu tiên. Đó chính là cảm nhận qua việc đọc. Chúng mình cùng vào phần thứ nhất, phần đọc hiểu nội dung. Ở phần đọc hiểu nội dung, với phần này chắc các con cũng sẽ đọc tốt, bởi từ đối lập mà con dễ dàng nhận ra đó là xuống và lên. Tất nhiên đó chính là những từ khi đọc con cần phải nhấn. Tiếp theo, ta sẽ nhấn những từ mà tác giả muốn nhấn mạnh ở câu thơ thứ hai: ăn no, đánh thắng, dân yên, nước giàu. Như vậy với câu thơ này, con không quá khó để đọc bởi nhịp thơ đã được thể hiện và ngắt bằng dấu phẩy. Vì thế, con ngắt nhịp dễ dàng và chú ý những từ mà cô vừa gạch chân để các con nhấn giọng và đọc cho tốt. Chúng mình cùng đọc lại theo cô nhé. Mồ hôi xuống, cây mọc lên, ăn no, đánh thắng, dân yên, nước giàu. Và chỉ cần đọc những câu thơ này thôi thì con cũng đã cảm nhận được nội dung của bài. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với tên của bài thơ. Cô giới thiệu với các con, đó chính là bài Giọt mồ hôi của nhà thơ Thanh Tịnh. Và với hình ảnh mồ hôi, hình ảnh cây, ta đã thấy mồ hôi ở đây chính là công sức lao động vất vả. Cây ở đây chính là thành quả lao động. Có vất vả, họ sẽ có được cây cối tươi xanh, ruộng đồng bát ngát.